Vâng, xin chào anh em, quý vị và các bạn nào. Trong rất nhiều chương trình giới thiệu đánh giá xe của Auto Daily thì chúng ta thường hay nghe tới những cái cụm từ là trái tim của chiếc xe này là động cơ 2 chấm turbo, 3 chấm turbo, 5-10 chấm turbo. Nhưng thực sự cái trái tim này tạo ra như thế nào thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu một cái cỗ máy động cơ rất phức tạp, rất tinh vi, rất đắt tiền trên dòng xe siêu sang là Bentley. Vâng, tới từ Anh Quốc. Có một thông tin khá thú vị mà trước đây tôi hay nói vui với anh em mỗi khi ngồi nói chuyện, đấy là Bentley hay Rolls-Royce hay Land Rover đều là những con bệnh người Anh hết, gọi là những bệnh nhân người Anh hết. Và họ theo đuổi những cái triết lý xe cực sang nhưng mà cũng ngắc ngoải bao nhiêu lâu rồi loanh quanh, bây giờ về với người Đức hết. Bentley thì bây giờ là của tập đoàn Volkswagen rồi, còn Rolls-Royce thì thuộc sở hữu còn Rolls-Royce thì thuộc sở hữu của BMW. Chúng ta hay nghe những cái câu chuyện marketing nó rất là thần thánh, tuy nhiên là để đạt được tới những cái đẳng cấp bây giờ thì trải qua rất là nhiều khó khăn. Rồi, lan man thế đủ rồi, bây giờ chúng ta hãy xem nhé, hãy xem trên màn hình đấy. Các bạn có thể thấy là cái quá trình lắp ráp của cái động cơ Bentley. Rồi, cái khối xi lanh V12. Nói về cấu tạo động cơ thì có rất nhiều cấu tạo động cơ, hình chữ Y, hình chữ V, rồi đối đầu, rồi Oanken của Mazda. Oanken nó cũng hay, Oanken cái đấy là rất khó sửa. Hay dùng trong các xe đua nhưng mà nói chung hỏng thì chẳng ai sửa được, hỏng cái là vứt luôn. Nhưng chính vì những cái lý do đó mà mặc dù cái hiệu suất hoạt động rất cao, công suất rất cao nhưng lại không được sử dụng rộng rãi. Và đây là nhà đang lắp những các cái bạc của cái thân máy dưới, vâng, trục khuỷu này của động cơ V12. Cái động cơ V12 này nó quá nhiều đặc biệt luôn. Thực ra V12 nó không phải sắp xếp theo chữ V kép đâu, mà thực sự là nó là hai cái chữ V thì ta gọi nó là V kép. Vâng, hai chữ V gọi là V kép bằng V cộng V đặt cạnh nhau. Thực ra cái động cơ V12 này thì Volkswagen rất là ưa chuộng, và những cái dòng xe trước đây mà chúng ta thường thấy đấy chính là những cái dòng xe Audi A8 xuất hiện tại thị trường Việt Nam cũng có. Và sau này cái động cơ này nó ứng dụng trên những mẫu xe siêu sang của Bentley khá nhiều. Và những cái dòng siêu xe đầu bảng như là Bugatti Veyron hay là Chiron các kiểu đều là dùng cái V kép, nhưng mà V kép tới 16 cơ. Đấy, đây là đang đưa lắp quả piston vào xi lanh để đúc lên được những cái khối động cơ như thế này thì phải công nghệ phải rất là cao. Bởi vì với một cái động cơ nặng nề, phức tạp như thế này nhưng lại hoạt động rất êm. Hôm trước thì Duy bên mình có thử cái độ êm của động cơ Rolls-Royce hay là lái cái Bentayga thì cũng có chia sẻ rằng động cơ nó quá êm. Với một cái cỗ máy lớn như thế này mà đạt được cái hiệu quả êm như vậy thì thực sự rất là khó. Công nghệ phải rất cao. Hơn nữa các bạn có thể thấy đây, toàn bộ các kỹ sư là lắp ráp bằng tay hết. Tất cả xe siêu sang, siêu đắt thì đều là thủ công hết. Làm không cần nhiều, nhưng một chiếc bán bằng 15-20 chiếc xe sang bình thường. Tôi đang quá trình thử xem là các cái đấy, quay bằng tay luôn, gọi là quay tay. Tôi gọi đây là quay tay để thử cái hoạt động của các piston trong các cái nòng xi lanh. Trong các chương trình trước thì chúng ta cũng đã thấy được cái quá trình tự động hóa rất nhiều trên những cái dòng xe của BMW. Nhưng mà với Bentley, xe siêu sang thì hoàn toàn lại ngược lại, thủ công hết. Thực ra đối với những cái dòng xe siêu sang như Bentley hay là Rolls-Royce thì các câu chuyện marketing họ thêu dệt lên phải nói là tuyệt vời. Và điều đấy khiến cho giá trị của chiếc xe này lên rất cao. Điều đặc biệt trên những cái chiếc xe sang này đấy chính là tính cá nhân hóa, tức là sản xuất theo đơn đặt hàng. Vâng, bạn muốn cái gì thì có cái đó. Tất nhiên dưới sự tư vấn và triết lý thiết kế của họ. Chúng ta có thể thấy những cái câu chuyện như là da của Bentley hay là Rolls-Royce được làm từ những con bò đực.
Vâng, tại sao lại là bỏ đực? Bởi vì bỏ đực ấy thì nó không chửa đẻ, nó không bị dạn da. Hay là những con bò nó phải sống ở cái ở vùng núi rất là cao để không có muỗi đốt làm ảnh hưởng. Hoặc là những cái gỗ sẽ lấy được từ một cái cây nào thôi. Tức là mỗi chiếc xe được trang bị gỗ thì chỉ được lấy ra một ở một cái cây để tránh cái việc lệch vân hay vân vân. Tức là tính đồng nhất và tính cá nhân hóa rất là cao. Từng chi tiết, từng chi tiết. Đây, từng chi tiết. Đây, phần thân trên của máy đang được lắp vào. Hoàn toàn là bằng tay. Cái kiểu động cơ W12 này được trang bị trên xe Bentley ấy, thì Volkswagen đã chọn phát triển vì họ cho rằng nó chế tạo đơn giản. Và kiểu động cơ này nó cũng có một cái đẳng cấp rất riêng. Nói chung là cứ V kép rồi thì nó phải hơn V rồi, lớn hơn V rồi. Nó thực sự là rất là phức tạp. Nhưng mà một khi đã chế tạo thành công của nó thì nó sẽ mang lại cái âm thanh khác hẳn. Hoạt động là êm. Và hầu hết là chỉ sử dụng trên những siêu siêu xe và xe siêu siêu sang mà thôi. Tất nhiên với những cái động cơ có nhiều xi lanh đến như vậy, dung tích lại tới 6 lít cơ, thì công suất nó tạo ra rất là lớn, khoảng 600 mã lực. Và với cái công suất như vậy thì lượng tiêu thụ nhiên liệu cũng tương đối lớn. Nếu như để nó hoạt động một cách thông thường ấy, thì sẽ tốn rất là nhiều nhiên liệu. Chính vì vậy các công nghệ kiểm soát về vấn đề nhiên liệu được các cái hãng phát triển động cơ như thế này họ trang bị rất là nhiều. Ví dụ như công nghệ ngắt bớt các xi lanh này, rồi là kiểm soát thời điểm đóng mở van này, thậm chí độ mở của xi lanh này, độ mở của supap này để cho cái lượng nhiên liệu này, vân vân. Nếu mà anh em nào có hiểu sâu về các cái động cơ W12 này, về cái công nghệ kiểm soát nhiên liệu thì có thể chia sẻ thêm bằng cách comment bên dưới nhá. Còn bây giờ chúng ta hãy xem này, cỗ máy này W12 đã được lắp thêm các đường dầu này, đường điện này, đầu pulley này, hệ thống này hoàn thiện này. Rất to. Và cái bố trí V kép này nó sẽ tối ưu cho việc thiết kế cái kích thước động cơ. Chúng ta hãy hình dung nếu như bố trí 12 cái xi lanh này thẳng hàng thì có lẽ là phải dài tới đôi mét, khiến cho cái đầu xe nó quá dài. Đấy, thủ công thì thủ công nhưng mà vẫn có những cái công đoạn có máy hỗ trợ nhé, chứ không phải thủ công 100% đâu. Nói chung là các hãng xe sang thì họ sẽ rất giỏi thêu dệt ra các cái câu chuyện marketing, nghệ thuật lắm. Một động cơ được lắp ráp hoàn chỉnh này. Từng bộ phận được lựa chọn này, căn chỉnh để lắp thành từng cụm, từng khối, tạo cân bằng để động cơ hoạt động hoàn hảo luôn. Nói chung là một kỹ sư, kỹ thuật viên lắp ráp phải vẫn mất rất nhiều thời gian. Nó đắt là đắt ở chỗ đấy. Bình thường thì mỗi chiếc xe bình dân hạng sang bình thường thì cứ khoảng loanh quanh phút mấy, thậm chí 50 mấy giây là có thể ra một chiếc xe hoàn chỉnh rồi. Nhưng với một chiếc xe siêu sang thậm chí mất khoảng vài tháng, thậm chí đến hàng năm. Và khối động cơ đã to rồi thì nhìn cái hộp số nó còn khiếp hơn nữa. Và nguyên cái cỗ máy này nặng có khi ngang con Matiz luôn. Matiz thì không ấy nữa rồi, bây giờ Matiz thì không còn nữa rồi, bây giờ thì toàn là Morning kiểu. Đó. To đùng luôn. Đây nhá, trái tim nhá, trái tim là phần đắt nhất của xe đấy ạ. Có thể nói động cơ là một trong những cái thành phần đắt nhất của xe. Và Ferrari có một cái triết lý rất là hay, là nếu như mua xe Ferrari thì thôi bán động cơ thôi, còn phần khung sườn vân vân, hệ thống treo vân vân thì tặng khách hàng, bởi vì nó đắt nhất là cái động cơ. Tất nhiên đấy là phát biểu của ông ấy thời xưa, còn bây giờ thì trang bị đủ thêm các loại da rẻ, rồi là gắn kim cương, gắn vàng, gắn bạc, gắn đủ thứ lên xe để tăng cái giá trị, tăng cái giá bán của xe lên. Còn đấy là nghệ thuật của các hãng xe sang, bán đồ rất lãi.
Bây giờ là phần rất là khó, khớp nối ghép giữa phần động cơ và hộp số. Ui dồi, không biết là cả cái khối động cơ và hộp số này nặng bao nhiêu kg. Các cái mẫu xe siêu sang này có một cái đặc điểm rất là hay là gỗ ốp trên trên xe cũng sẽ được đánh số trùng với số khung và số máy gì đó của xe dự định trang trí. Và từ đấy chúng ta có thể kiểm soát rất rõ là cái nguồn gốc của cây gỗ, bảo đảm các cái yên tâm là không phải hàng fake nhé. Riêng mua ô tô thì không có hàng fake như LV hay là Salvatore Ferragamo các kiểu đâu. À, nhưng mà cũng có thể, bởi vì bây giờ có nhiều cái mẫu xe xuất xứ từ Trung Quốc á, thì giống đủ các loại xe từ Volvo, từ xe sang Volvo, rồi BMW, rồi Mercedes, rồi cho giống những cả xe siêu sang nữa. Tôi gọi đấy là xe fake từ Trung Quốc. Đấy, các bạn có thể thấy hai anh công nhân rất trẻ, nhẹ nhàng. Rồi, gá máy lên nào. Đó. Vâng, thủ công. Chắc chắn rồi, mỗi cái động cơ như thế này đều được ký bởi chữ ký của các kỹ sư. Nhìn chung những cái động cơ V kép này sẽ được trang bị rất nhiều công nghệ kiểm soát nhiên liệu. Ngoài cái việc kiểm soát chế độ full, thời điểm full, thì còn có trang bị các cái công nghệ như start stop này, rồi ngắt xi lanh này, rồi kiểm soát chu kỳ hoạt động của các động cơ của các xi lanh này. Hàng tỷ thứ công nghệ mà mình cũng chỉ có thể đọc được thôi, còn bí kíp của nó thì rất là khó bởi vì nó phần kiếm cơm của tất cả các hãng rồi. Chúng ta thường nghe những cái câu chuyện rất hay là động cơ điện, động cơ xe điện vân vân, bây giờ thì nó sẽ thế này thế kia, nó cũng ấy nhiễm, nhưng bản chất đối với các hãng xe thì họ đã phát triển cái công nghệ động cơ đốt trong này quá nhiều rồi. Bây giờ nếu mà xe điện mà phổ biến thì vứt hết những cái công nghệ này đi thì cũng khó phết đấy. Nói chung những cuộc cách mạng bao giờ cũng phải vấp lại sự đấu tranh giữa truyền thống và cách tân, không hề đơn giản đâu. Mà phía đằng sau đó thì có Chúa mới biết được. Bây giờ thì một anh công nhân đang lắp một cái trục lắp vào bằng tay không thôi nhé các bạn, bằng tay luôn. Mình còn không thấy là cái có cái bộ phận điện tử để kiểm soát lực ấy. Để đào tạo ra một anh kỹ sư như thế này có lẽ là cũng mất nhiều tiền lắm. Rồi, đĩa phanh Bentley này. Thực sự mà nhìn các cái dây chuyền lắp ráp này mình thấy còn không hiện đại bằng BMW. BMW là robot hóa hết, đây lại hoàn toàn thủ công. Nhưng đúng là xã hội càng phát triển thì những cái gì thuộc về thủ công hay là handmade thì nó lại càng đắt. Các bạn hãy hình dung những cái động cơ 12 xi lanh V kép như thế này, công suất nó khoảng 600 mã lực mà vòng tua nó cũng chỉ có 6.000 thôi. Và moment xoắn cực đại nó khoảng 900 Nm. Nhưng trong cái khoảng vòng tua lại rất nhỏ nhé, 1.500 đến khoảng 4.500 vòng phút. Và với một cái trọng lượng xe rất là nặng lại có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km trong vòng dưới 4 giây. Dưới 4 giây xin được với các bạn. Dưới 4 giây quá khủng khiếp luôn. 1, 2, 3, 4 là 100 km/h rồi. Tốc độ tối đa thì có thể 300 km/h. Và tương xứng với đó thì tất cả những cái công nghệ về lốp cũng là một điều rất đặc biệt. Và lốp mà chịu được cái công suất với cái tốc độ như thế này thì cũng rất đặc biệt. Và một cái yếu tố nữa, một cái hệ thống cũng cực kỳ quan trọng, đấy là hệ thống phanh.
làm nào để phanh những cái chiếc xe này trong một cái quãng đường ngắn nhất lại không gây khó chịu cho người lái. Thì đó là những cái công nghệ cực kỳ đắt tiền trên những cái mẫu xe siêu sang. Bentley đấy, đang kiểm soát, chắc là đây là công đoạn kiểm tra cuối cùng của cái động cơ vừa mới lắp ráp xong, có nhiệt độ nước làm mát, dầu, công suất, các cái chỉ số. Nếu mà đang thử vận hành nó làm cái bang cái như còi báo động báo cháy ấy, thì chắc chắn là sẽ phải kiểm tra lại rồi. Tất nhiên là những cái động cơ như thế này sẽ được kiểm soát ngẫu nhiên. Đó, toàn bộ cái quy trình lắp ráp nó rất đơn giản phải không ạ? Nhìn cực kỳ đơn giản luôn, nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng những mẫu xe Bentley như Bentayga về tới Việt Nam ra đến biển trắng nó loanh quanh từ 23 đến 27 tỷ thì cái động cơ này mình nghĩ chiếm chắc cũng phải 1/3 xe rồi. Rồi các bạn, những anh em mà có hiểu biết sâu hơn về cái động cơ W12 hoặc động cơ W nói chung thì có thể chia sẻ thêm bên dưới clip giúp mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.